Dạ, con thưa cô. Thưa cô. Ủa sân đâu rồi cô? Mày hả? Răng đâu răng mày? Ờ sân hả? Ờ. Răng mày hả? Ừ. Lâu ngày quá hỉ? Dạ. Ừ. Khỏe em. À cũng khỏe em. Ngủ à, ngủ à. Mày quá à, đau răng vào đây, đau răng mày. Đau răng. Ừ. Ủa cái trên đầu mình là bị gì? Cái bệnh gọi là bệnh gì ta? Không biết bệnh thì răng này. Mắng cái đầu mình to đó bị hả? Bị canh. Cái đầu không to nó là hồi đó đi khối nạp đây là hắn bị biến dọn. Biến dọn hả? Biến dọn ở trong không phát triển ở dưới đường tay ấy, dưới không phát triển lên cái đầu. Còn người thì kêu bị ổn thủy. Nổ ổn thủy hả? Nổ ổn thủy chứ đâu. Đủ hay chứ không bị đổ. Nó ổn thủy có cái ông bác kia ở trên Tây Ninh đó, ổng nói đồng chữa bệnh này cũng hay lắm này, mà để hỏi thôi. Dạ. Mấy bữa nay trời nắng thì chị chắc chịu cũng không nổi gì. Bà sao rồi, vô bữa nay bà sao rồi? Mình gọi thì nằm chỗ thôi quý vị. Rất là tội nghiệp. Không biết gì hết. Ăn uống có được không cô? Ăn được chỗ nữa mà. Đi xúc miệng ra mặt hả? Rồi. Sáng ăn sáng chưa? Dạ, chưa, ngủ mới dậy. À. Mày quá rồi đấy, mấy bữa mình số dậy ấy, bữa nay mày quá làm biết cây dậy làm biết á. Mày quá hả? Mày quá dậy để mới để con làm. Tụi hồi nắng quá sao? Dạ. Tội em sao nó bị cái chân của em. Mẹ nhờ đi cho em bà ngoại với lại Sơn rồi chắc cũng dạ. Không có thời gian đi làm gì được ha. Dạ. Trời này nắng quá rồi chắc cũng ố khì. Dạ. Nắng quá. Em ăn uống có được không? Dạ em ăn uống bữa thì cũng được. Ừ. 2 cân cân. Ừ. Mà cái đêm này nắng quá sức. Nắng quá sức chịu không nói à? Dạ. Buổi trưa chắc ở đây nắng lắm rồi. Nắng lắm. Mình đây cay rồi chặt hết chân rồi mà. Hôm nay em xuống đi ngang qua thì có chị ở Trường ở bên Canada gửi cho em $100. Dạ. Thì anh xuống gửi cho em. Dạ. Thăm em lâu quá rồi, nên cũng phải 5-6 tháng rồi mới xuống đây quá hả? Dạ. Quá lâu. Lâu rồi. Dạ. Em gọi mang anh hẹn. Để em gửi cho em. Để em đang xem với tay chị đây nè. Chị ở Canada. Gần nhất là có cô Lan ở Mỹ thì anh đã trao em $100 rồi ha. Dạ. Rồi bữa nay có chị Mary Trường. Đây là tên cái phiếu gửi tiền ở Canada gửi cho em $100 mà 1.632.000 này. Dạ. Này nó gửi tiền Việt, bữa nay là Canada gửi về Việt Nam gửi tiền Việt. 1.632.000. Trao cho em để cái gì em mua thức ăn. Dạ em cảm ơn chị Mary Trường. Mary Trường ở Canada để giúp đỡ gia đình em. Xin cảm ơn ạ. Dạ. À đây anh gửi cho em là 1.650.000 này. Dạ, em cảm ơn anh hẻ. Đây. Dạ. Dạ. Dạ ha. Để em quan uống ha. Dạ. À.
có bao nhiêu này à? Rồi em gửi đi. Thì nói chung là em sau này cũng có được cô bác giúp đỡ cho em, hai ông đã chia sẻ trong những video trước rồi quý vị ạ. Trước hết là cô cảm ơn Hải, sau là cô cảm ơn chị Corodo đã gửi tiền giúp đỡ cho gia đình cô. Dạ. Nhờ con nhắn lời cảm ơn giùm cô. Dạ dạ, con chia sẻ này là con chị đó thấy đó. À. Dạ. Với lại cô cũng chúc sức khỏe. Dạ. Trời biết khó đang chờ. Dạ dạ dạ. Cô cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Cô giữ gìn sức khỏe, chăm Sơn với lại bà nội, bà ngoại Sơn. Thì cô cũng cố biết ra, ngày qua ngày cô cũng cố gắng biết, bò cháu nhỏ biết, phần biết. Dạ. Yeah. Không biết lộn tay. Anh xuống thăm em chút rồi anh cũng đi, đi chỗ khác nữa. Dạ. Bà gìn sức khỏe thì có gì nhắn tin cho. Dạ. Cô mời anh hẹn. Chắc bánh hẹ chắc khỏe. Dạ. Rồi nha, ăn sáng đi. Chắc dậy chắc cũng mệt. Còn cái ống thủy, não ống thủy gì đúng không? Dạ. Anh thấy bởi vì gần đây có một cái trường hợp bị cái đó đó. Dạ. Anh có nhờ thầy Tây Ninh á. Dạ. Chữa thấy cũng đỡ đó. Dạ. Để có gì anh hỏi thử em sau rồi anh quay cái video này anh gửi cho thầy. Dạ. Dạ. Về não, bệnh về não hay là đa đầu hay gì đó. Dạ. Thì thầy đa chữa. Đã có đa đầu không? Có đa đầu. Đau đầu hả? Nặng, đau. Mà mấy bữa nay đau là đau lâu là trước rồi. Đau cũng mấy bữa nay cũng đau. Không đau nó nhức khó chịu. Nhức khó chịu hả? Dạ. Xin chào quý vị. Hôm nay đang đi đường đi Đà Nẵng thì phải gặp cụ ông đang đi bóng chổi ạ. Dạ thưa ông. Sao? À, ông đi bán chổi hả? Bán chổi còn hẻ hả con? Trời ơi sao ông nghe giọng giỏi dữ hả? Lâu gớm mày mà ra vừa rồi dịch cúm hết rồi ra mà nó ông điện không được. Ủa không được hả? Không, bữa nó điện không được. Ôi đó hả? Bữa nó ngồi với nhỏ điện bữa không được rồi nói đâu là ông đi bón ở đài. Ôi đó hả? Nghĩ cúm hết không? Thuê bao quý khách là sao ông? Ông nói rằng ông gọi con thuê bao quý khách là sao? Thuê bao gọi không được hay là không vì không mà thuê bao có cách cái không liên lạc được. Thuê bao quý khách hả? Đôi lúc là con đang nghe điện thoại á. Chắc có lẽ nữa có nên nó lọt thì nó là điện không được, nó có bỏ nhò nữa chứ. Bởi vậy thì cấm tháo nó nghỉ ở nhò. Dạ. Không điện không được cao nó thôi đang rồi điện không được. Dạ. Ông vô chủ nào mất mát đi. Bởi vì cũng có một chị gửi cho ông tiền ở đây, nhưng mà con cũng không biết khi nào đi ngang ông được gửi. Hôm nay gặp trên đường thì con đã gửi luôn cho ông. Cảm ơn cái đó dạ. Bởi vì bữa cúm là con cũng đó đó bữa cúm đó ông cũng đi dẫn ông ngược lại phía sau ông phía sau ông mới mất chứ còn ngay chỗ này nắng lắm ông ơi. Cảm ơn con nắng sáng giờ mới được mấy cái rồi? Có được 4-5 cây rồi con. Đi 15-16 cây mà còn đây là còn 9 cây. Còn 9 cây luôn hả? 9 cây. Mà chưa bón được mấy giờ rồi mấy con hả? Dạ, giờ mấy giờ rồi hả? Mấy giờ rồi? Tự nhiên con mới nói với con nhỏ này nó ủa sao nay lâu nay không gặp ông? Vừa rồi mà tự nhiên mới vừa nói trong cái này. Vừa rồi ông điện bữa 9 giờ cái 10. Bữa gì cấm nó đó, ở tháng đầu tháng giữa nó đó, ông điện cái bà nói rằng ông hỏi gặp không ông tụi nó không có răng không ai liên lạc được không biết á tụi nó hai lần thì cấm chân nghỉ không đi rồi không dạ bữa vừa rồi vừa bị cấm dịch nó ông có được trợ cấp gì không được hai vợ chồng được 1,5 triệu dạ thì mình có hưởng chế độ trên ngân hàng được quỹ dạ dạ mình có hưởng á trợ phụ cấp mà thoáng được mấy trăm ở đó dạ ở đó mà không có chứ hết chứ tiền còn để chứ còn mình có phụ cấp nữa thôi mình không đồ anh chị nợ cho mua hàng nãy thôi dạ còn bà sao không bà có khỏe không cảm ơn cũng bình thường bỏ đi giữ ra trái con bán rồi nữa dạ. Con cho bán rồi nữa ông vẫn khỏe luôn chứ hả ông cũng nhìn chừng ra đó ông đi bón rồi bữa nay bữa nó đi qua bữa ngày lễ 30/4 rồi ông nên đi bón biết đi mình đây đây dạ dạ thôi mà cũng hay thì cái công với lại cô nè mới đi trên đường nè hỏi ông mới nói xong luôn ấy mới nói xong trên đường nên thấy hai ông ai đi mà sao lâu nay không thấy ông nè vừa rồi đó là vợ con rồi ở nhà cũng không bình thường ra con hả dạ bình thường không con mẹ cơ bà do ông do bà do anh cứu nó cũng bình thường chứ hả dạ cảm ơn thầy rất cảm ơn cha hai anh em đó cũng mừng rồi đó quý ông vậy sáng giờ mới có một cái thôi hả mới bón được 5 cây 6 cây gì rồi chứ
À, 56 cây hả? Còn 9 cây. Ui, xong đi kinh thì trời đi. Gớm đi mà đường mà đi ước nước khó đi mới mưa. À. Mà sao mà mình không thấy đường mà mình sao anh ông đi ra ngoài đường thấy nguy hiểm quá không ơi. À, kệ đi được cho mình trở trở đi thì sẽ tới. Mình chắc quen rồi phải không ông? Quen, mình cứ đi mình cứ ta cả mà đi được. Cứ sót đi được, cứ sót đi đi được. Dạ. À, bây giờ con gửi tiền cho ông được chứ thì cái này 1 triệu của cái chị ít thôi cho má dạ, gửi được cái tiền có dạ vì cái này có 1 triệu của chị bé Đài ở Tiền Giang đây đây con trước đây thì con chia sẻ con gửi hết cho ông rồi ha dạ, bây giờ là con đây ai đã trao là cái đợt gần nhất là 3,5 triệu rồi giờ là còn 1 triệu của chị bé Đài ở Tiền Giang. Bé Đài chị Đài vì chị này hình như là đang ở Đài Loan Hàn Quốc gì đây. Dạ. Chị gửi cho ông cũng trước cái dịch đó. Dạ. Lâu quá. Cảm ơn nữa dạ. Ông thương nghĩ đến nha, ông thì cũng cũng chạy cố gắng cũng dịch cấm rồi vừa rồi mà con cũng chạy lại cũng giúp đỡ cho được ông nữa rằng cũng mừng rồi đó, cảm ơn con nhiều đó. Dạ. Dạ, em cũng hay giúp giọng lắm. Bữa đó mất mà ra chạy đến đi cùng nữa rồi. Lên đi bỏ rồi qua rồi vậy cái bỏ là bỏ giữ con cho bé nó bỏ nhỏ mà dạ dạ mà con gửi ông 1 triệu nè dạ rất cảm ơn con nhiều ấy rồi dạ. Con cũng có làm đây không có con nhiều đó ông mua gì đó ăn uống đi ông ha cảm ơn chứ còn ông. Cái công việc của ông hiện tại thì hải cũng có nói ông thôi ông cũng lớn tuổi rồi ông cũng ở nhà nhưng mà ông cũng quen rồi thì đi biết cũng quen rồi phải không ông thế ông con nói thiệt với con đây nè ở nhà cũng được mà ở nhà là lấy một bữa là hai bữa đó để cho ăn có cái tiền có làm ra thêm chứ còn ăn không thì không nếu bà không về chứ vừa rồi ăn nghỉ hai tháng nào có làm gì được đâu dạ dạ bỏ chị không làm chi rồi cũng nhiều mấy đồng tiền nữa ra ăn với là cái tiền thoáng đó vừa rồi nên ta điện không có và đang ai sợ cho biết là toán á chứ dạ dạ đi cái tiền thẻ cấp nó cắt luôn á chứ mà đang cho đó chứ dạ thế rồi chưa ra ai nhìn chừng nữa bữa nay là ông ở đây trên trung tâm không ở trung tâm dạ ờ vậy thôi con đi ông ha thôi, ông đi bán chổi hiện con đi đã cảm ơn bà mấy bà con bên từ thiện có làm nó cảm ơn bà con nhiều nghe dạ rồi dạ chúa nó